Tôi cảm thấy may mắn được vào không quân đúng thời khắc lịch sử. Đất nước cần những phi công quả cảm, sẵn sàng xả thân vì nước trong cuộc chiến đấu khốc liệt với không quân Mỹ để bảo vệ bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đó là những dòng tự sự được Trung tướng Nguyễn Đức Soát chảy lòng trong cuốn nhật ký đi theo ông suốt 7 năm chiến đấu trên bầu trời Tổ quốc. Và đó cũng là những lời tự thuật mở đầu cho bộ phim tài liệu Khát vọng Thiên Thanh, tác phẩm mới do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Lấy hình tượng trung tâm là thế hệ vàng của Không quân Nhân dân Việt Nam, mà đại diện tiêu biểu là Trung tướng Nguyễn Đức Soát. Bộ phim Khát vọng Thiên Thanh đặc tả đậm nét ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ bầu trời, bảo vệ bình yên cho dân tộc của lớp những chiến sĩ không quân anh hùng. Với thể loại phim tài liệu chân dung nghệ thuật, việc tìm hiểu nhân vật là vô cùng quan trọng. Đạo diễn và biên kịch đã tốn nhiều công sức để nghiên cứu tài liệu, kết nối với anh hùng Nguyễn Đức Soát, nhân vật trung tâm của bộ phim. Lần đầu tiên gặp mặt Trung tướng Nguyễn Đức Soát thì mình rất là hồi hộp, lo lắng và có một cái gì đấy nó hơi run sợ, tại vì là lần đầu tiên mình được gặp một người anh hùng phi công. Nhưng mà sau một quá trình dài tiếp xúc với bác Soát thì mình cảm nhận bác là một người vô cùng ấm áp. Bác rất chu đáo và hết lòng giúp đỡ thế hệ trẻ như chúng tôi để thực hiện bộ phim này. Trước khi gặp gỡ phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Đức Soát, tôi đã nghiên cứu khá kỹ những thông tin về quân chủng phòng không không quân trong quá khứ và hiện tại nói chung, về cuộc đời và những chiến công của Trung tướng Nguyễn Đức Soát nói riêng. Viết về một tượng đài của Không quân Nhân dân Việt Nam, ngoài yếu tố cảm xúc dành cho nhân vật thì kiến thức chuyên môn về lực lượng không quân rất quan trọng. May mắn cho tôi khi tác nghiệp đã được Trung tướng Nguyễn Đức Soát nhiệt tình giúp đỡ và bổ sung cho tôi rất nhiều. Nếu Trung tướng Nguyễn Đức Soát đã có một cuốn nhật ký bằng chữ về những năm tháng trực tiếp chiến đấu trên bầu trời Hà Nội, thì Khát vọng Thiên Thanh chính là những ghi chép bằng hình giúp ông cùng đồng đội truyền lửa, kết nối với các thế hệ phi công sau này và lớp khán giả trẻ tuổi hôm nay. Bộ phim đưa người xem đi qua đủ loại cung bậc cảm xúc, từ vui tươi sôi nổi trong phân đoạn tại Liên Xô, nơi nhân vật được cử đi học tập, huấn luyện chiến đấu, đến bi tráng, hào hùng khi nhân vật trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Có những nốt lặng khi anh hùng Nguyễn Đức Soát nhớ về những đồng đội đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi đại dương thứ năm khi tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đấy chính là khi mà đoàn làm phim quay ở tượng đài không quân ở Sóc Sơn. Các bác, các cựu phi công thắp những nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã khuất, đã hy sinh thì rất là xúc động. Thì hầu như là mọi người đều lặng người đi để nhìn những gương mặt các bác cựu phi công tưởng nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh của mình. Để mà bước được lên trên của tượng đài thì các bác phải bước đến 300 bước. Chính vì thế để mà dàn cái cảnh này rất chi là khó khăn. Thời tiết không được thuận lợi lắm. Nhưng mà các bác rất tâm huyết và nhiệt tình. Cũng may mắn hôm đấy cũng bay khoảng 2 đúp là tôi cũng có được những hình ảnh tốt nhất và đạt được hiệu quả đẹp nhất. Sau gần 1 năm thai nghén, bộ phim đã chính thức hoàn thành. Đây là thành quả xứng đáng của quá trình lao động nghệ thuật hăng say, nghiêm túc và cũng là món quà tri ân của thế hệ những nhà làm phim trẻ gửi tới cha anh đi trước, những người hùng vĩ đại mang trong mình khát vọng thiên thanh, dành cả tuổi thanh xuân để thêu hoa dệt gấm cho bầu trời Tổ quốc thân yêu. Ekip làm phim thì toàn là những gương mặt trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Các bạn ấy có những cái cách làm mới, những cách tiếp cận mới và những cách thể hiện mới. Và Điện ảnh Quân đội rất là tin tưởng rằng là Khát vọng Thiên Thanh sẽ mang tới cho khán giả những cái góc nhìn và những cái cảm nhận về một cái đề tài phim chiến tranh nhưng hoàn toàn không hề khô cứng. Và cái sự ghi nhận của khán giả tới đây sẽ là cái niềm tin, cái động lực sắp tới cho cái ekip làm phim trẻ của Điện ảnh Quân đội mà sắp tới đây sẽ thực hiện cái nhiệm vụ mới. Bộ phim tài liệu Khát vọng Thiên Thanh dài 28 phút dự kiến sẽ được công chiếu tới khán giả qua các kênh sóng Quốc phòng Việt Nam, VTV Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân từ ngày 30 tháng 10.